Và bạn biết là vào ngày 21 tháng 8 là Bầu Kiên bị bắt và hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng giảm sàn. Mở cửa phiên giao dịch ngày 21 tháng 8 thì với thông tin Bầu Kiên, tức là Nguyễn Đức Kiên, cựu thành viên hội đồng sáng lập Ngân hàng Á Châu ACB thì bị bắt, thì VN Index lúc đấy là đã giảm 4,67%. Và riêng cái nhóm VN30 lúc đấy là có 25 mã trên 30 mã giảm sàn, nó gọi là trắng bảng bên mua. Và nhiều cổ phiếu blue chip chịu cảnh cũng trắng bên mua và dư bán sàn hàng loạt trong mấy phiên giờ liên tiếp. Tức là trong 3 phiên, nói chung là giảm thê thảm, VN Index là rớt 10,2%. Thị trường bốc hơi khoảng lúc đó là 4 tỷ đô la. Thì các bạn có thấy cái chỗ mà khoanh khoanh hình vuông là sự kiện năm 2012. Lúc mà lúc thị trường nó đang ở loanh quanh khúc mà 510 điểm. Đấy, thì các bạn đồ thị, đồ thiết các thứ là đang hướng lên khá là đẹp.